chào quý bà con, tôi là con Khâm, nhân viên công ty OBS tại khu vực Cà Mau. Hôm nay tôi ghé thăm chú Úc Dương. Tôm được 75 ngày rồi. Hiện tại sai tôm còn 38 đến 40 con. Mỗi tôm màu xanh rất đẹp. Hai ao này ăn ngày 200 kg chưa? Không ăn được. 8 nè. Hai ao ăn 180 kg. Rồi chúng ta sẽ giờ câu nhã xem với chú Úc Dương. Mình lên nhã xem. Hiện tại chú đang có hai ao lượng khoảng 6 tấn. Đấy, chúng ta sẽ đi tham quan khu nuôi của chú Úc Dương. Chúng ta đi xem tôm chú. Sáng nay chú còn mới thả thêm một lô giống OBS trong chương trình khuyến mại từ ngày 25 âm lịch tháng 3 đến ngày 5 tháng 4. Chú thả 100.000 ra 200.000. Dự kiến thì gieo tôm khoảng 22 ngày thì bắt đầu sang qua ao nuôi. Đấy, thì cái ao nuôi trong hai ao nuôi này chú sẽ thu một ao mà để sang tôm ra. Tôm hiện tại được 75 ngày mà lúc về có là phút 7, phút 8 thôi. Hôm nay chú rất phấn khởi, tôm màu rất là đẹp. Màu này mà bắt màu thì ok luôn, quá ok luôn. Đấy, tôm màu rất là đẹp. Bà con để tôm rất là đẹp luôn, phân rất chắc. Hai ao ăn 180 kg, hai tôm 38 đến 40 con. Chú cảm nhận như thế nào? Tôm này thì tôm nó thì nhanh hết rồi. Giờ hai ao này nếu mà lên dự kiến là khoảng 350 không? Cỡ 350 rồi. Rồi đó được không? Rồi xin chúc mừng chú, bắt tay cái coi. Chú Úc Dương giờ lần thứ hai tôm OBS nha. Tôm OBS rất là đẹp. Đấy. Bắt con lên tay thử xem. Ôi trời. Bắt không dính tôm luôn. Tôm rất là đẹp. Đây bà con xem tôm giờ đó. Màu rất là đẹp, màu nước này bắt đầu chuyển qua xanh giai đoạn cuối để tôm nó tăng cường sắc tố lên, tôm nó xanh đẹp hơn. Đấy. Tôm tập trung oxy rất nhiều. Cái này giờ chú phải lấy để tôi xin đánh thêm gì cho nước nó sạch. Phía bên kia xa xa là ao dèo, sáng nay chú thả mấy trăm ngàn? 100 ra 200 khuyến mãi mà. Tôm giống nào chú? OBS. OBS luôn hả? Đợt này cuối tháng OBS luôn phải không? Đại con là đầu OBS hết luôn. Đó. Đấy, đây là ao nuôi thứ hai của chú Dương quản lý và anh Lực. Sau kết quả 75 ngày thả tôm giống OBS, sử dụng thuốc OBS. Ôi trời, ao này quá đẹp luôn. Quá đẹp. Thấy chú cười rất là sảng khoái. Quá đẹp. Tốc độ tăng trưởng rất là tuyệt vời. Trời, tuyệt vời. Chú đã thêm một nhá ở trong bé rồi để mình xem cái tô bật nào cặp hơn chân trăm. Tôm gan ruột rất đẹp, màu tôm rất đẹp, móng chặt. Hiện tại giai đoạn này của tôm của chú Lục rất nhiều luôn. Lắm nhiều. Nên dự kiến bao giờ của chú có dài 30 ngày cho con đi. Đó, thế cho anh Lực đang vớt bọt mấy chiếc dơ và chuẩn bị thi công. Bên kia thì còn một ao công khác nhưng mà làm ao ao chứa. Cái này nếu mà hết ao thì sang qua đó nuôi luôn. Đó, rồi. Rồi chú có lời chia sẻ gì với bà con không? Thì quý các bà con nên thả giống OPS thì thấy có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Chú chia sẻ tôm mình nhiêu ngày, nhiêu ăn nhiêu ký rồi, sai bao nhiêu? Lúc nào? Tôm của mình hiện tại nè. Tôm mình hiện tại bây giờ là 75 ngày, ăn 180 ký. Sai 38, 40 con nè. 38, 40 con. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi. Đây, con quay cảm ơn em nè. Rồi, sau đây tôi sẽ xúc tôm cho bà con xem, ao tôm của chú Úc Dương, hiện tại là 75 ngày. 38 đến 40 con. Đây, quay đây. Thấy tôm đẹp không? Quá đẹp. Đấy rồi. Con này là tôm OBS. Đấy, tôm quá đẹp luôn. Đấy, thấy kìa, thấy tôm đẹp không? Tôm rất là đẹp. Hai tôm 38 đến 40 con là không nè. Đấy. Cái tôm rất là chung. Rồi, ok, kết thúc video.